Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ có những cái tin tức về báo pháp luật và sau đó sẽ phân tích và tổng hợp để quý vị và các bạn được xem. Thưa quý vị và các bạn, văn phòng tôi thì cũng đã duy trì cái việc mà mua báo pháp luật. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh nè quý vị. Và tôi cho rằng cái báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh là mình đọc để có những cái chuyên gia trong cái ngành luật đọc để mà hiểu hơn. Và tôi đã đặt báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho từng năm. Và tôi cũng không nhớ rõ lắm, nó cũng duy trì chắc cũng khoảng trên dưới 10 năm rồi. Thưa quý vị và các bạn, thì câu chuyện đó là như thế này. Tôi có một người bạn, thì tôi nói với bạn rằng là trời ơi mình bận lắm, bận đến mức độ mà mình cũng không có update được những thông tin hàng ngày. Thì bạn ấy cũng là luật sư, bạn bảo với tôi rằng là cho dù bạn có giỏi đến mức độ nào, nhưng nếu như trong trường hợp bạn không cập nhật những cái tin tức thì bạn sẽ bị lùi vào quá khứ. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà dù bận đến mức độ nào thì tôi cũng có ráng cố gắng để liếc qua những cái tựa đề. Ví dụ như hôm nay tôi liếc qua những cái tựa đề về cái việc tách thửa đã hướng dẫn chẳng hạn. Thì hôm nay trong cái việc mà tôi thấy rằng là mình cũng nên cần thiết để mình kết hợp cái việc đọc báo và mình phân tích. Và như vậy là cái bản tin của luật sư Đoàn Gia Phúc ra đời. Hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn nghe với tư cách là của báo pháp luật. Và sau đó sẽ có những cái phân tích dưới góc độ là luật sư Đoàn Gia Phúc. Quý vị và các bạn lắng nghe ha. Hôm nay thì tôi sẽ nói về một cái bản tin có cái nội dung ở cái trang 7 của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đó, là vụ án Nguyễn Khắc Thủy chưa giám đốc thẩm, chưa rõ đúng sai. Báo này là báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh mà do phóng viên Uyên Thi thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, để mà tóm cái nội dung của cái bài báo để nói về cái vụ Nguyễn Khắc Thủy chưa giám đốc thẩm, chưa rõ đúng sai, thì tôi cũng muốn tóm lại cho quý vị và các bạn cái nội dung của cái một cái vụ án hình sự. Thì khoảng chừng vài tháng nay thì trên cái phương tiện truyền thông Facebook, YouTube rồi gì thì báo chí rất là nóng, một cái ông già ở lứa tuổi thất thập cổ lai hy đã có một cái hành vi dâm ô trẻ em. Thực sự là cái việc dâm ô trẻ em đó được thực hiện từ năm 2014. Tuy nhiên rằng là nó vừa mới được xét xử cho nên áp dụng cái điều luật hình sự năm 1999 quý vị nha. Và một cái điểm nóng là cái hành vi dâm ô trẻ em theo điều 116 của bộ luật hình sự năm 1999. Thì khi mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên cái bị cáo này với mức hình phạt là 36 tháng tù giam, tuy nhiên là lên tòa án tỉnh thì lại giảm xuống còn có 18 tháng tù, mà đặc biệt là chuyển từ hình thức tù giam sang treo. Để mà rộng cái đường dư luận thì tôi cũng xin tóm tắt cho quý vị và các bạn nghe là như vậy. Thực ra cũng giống như trong cái video về cái tội dâm ô trẻ em mà tôi đã giới thiệu quý vị và các bạn trong cái list hình sự đó, thì tôi không bình luận về hình thức cái bản án đó đúng sai, vì tôi cho rằng là thứ nhất tôi chưa trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, cái thứ hai là chỉ qua phương tiện thông tin đại chúng, cho nên tôi cũng chưa dám. Nhưng trong một cái chừng mực nào đó, với tư cách là luật sư, tôi sẽ phân tích cho quý vị và các bạn. Thì phóng viên Uyên Thi thực hiện là như thế này quý vị và các bạn. Án treo không thể bù trừ cho các chứng cứ buộc tội yếu và quyết định của chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc đình chỉ công tác thẩm phán chủ tọa có phần hơi vội vàng. Luật sư Phạm Công Hùng,
người có 16 năm làm thẩm phán của tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao đã nhận xét như thế nào khi trao đổi với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh các diễn biến liên quan đến vụ án xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Khắc Thủy phạm tội dâm ô trẻ em? Thưa quý vị và các bạn, đối với cái tội dâm ô trẻ em thì trong cái cuộc đời hành nghề của tôi có 3 lần được mời bảo vệ ở những cái vị trí, những cái vai trò khác nhau. Tôi sẽ đơn cử cho quý vị và các bạn, cái vụ đầu tiên là tôi mời với tham gia với tư cách là bảo vệ quyền lợi của người bị hại, giống như là luật sư bảo vệ cái bé đó. Còn cái nôm na cái vụ việc nó là như vậy. Còn lần thứ hai đó là một cái vụ là bảo vệ cho bị cáo. Bị cáo này thì anh đã có hành vi dâm ô ở trẻ em, mà cái địa điểm để thực hiện hành vi phạm tội là bên hông cái nhà thờ. Đó là một cái điều mà rất là xót xa. Và những cái bé gái đó ở lứa tuổi cấp 1, và anh cho từ 1.000 tới 10.000. Và khi mà cho thì có cái hành vi gọi là sờ soạng vào cái cụ quý của anh. Và vừa cho tiền, vừa hù dọa. Và nói thật với quý vị và các bạn, tôi cũng đồng cảm với dư luận xã hội lên án cái hành vi trẻ con ở lứa tuổi này. Các em, các cháu không thể tự bảo vệ mình. Đó là tôi bảo vệ cho bị cáo. Còn một vụ nữa là tôi cũng bảo vệ cho người bị hại. Như tôi kể trong cái tội hiếp dâm đó, là mẹ đã tố cáo hành vi, và cái anh này thì giận. Anh có vợ ở ngoài miền Bắc, và vào đây thì cho em nó một cái bịch kẹo, bé nó 8-9 tuổi gì đó. Và thưa quý vị và các bạn, kinh nghiệm của tôi trong 3 vụ việc, một vụ là 18 tháng, hai vụ còn lại tổng cộng đều là 24 tháng tù giam, cả 3 đều hình thức giam. Còn như thế nào tôi không rõ. Về trong cái vụ của vụ án Huỳnh Khắc Thủy, tôi sẽ tiếp tục trình bày cho quý vị và các bạn xem nha. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày 22 tháng 5, tin nóng nha quý vị. Án truy xét đòi hỏi kỹ năng đánh giá chứng cứ. Phóng viên thẩm phán Thiện khẳng định mình trong sạch cho đến giờ. Ngoài lời đồn đoán thiếu suy diễn căn cứ của một số người, thì cũng không có gì cho thấy hội đồng xét xử suy diễn thiếu căn cứ của một hội đồng xét xử có dấu hiệu tiêu cực. Như vậy, mấu chốt ở đây là sự nhận thức, đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật. Đặc thù của tội dâm ô đối với trẻ em là thường không có những chứng cứ trực tiếp, mà chỉ có những lời khai của trẻ. Nếu dễ dàng xếp lại thì ta sẽ bỏ lọt tội phạm. Ngược lại, nếu kết tội có thể là trường hợp vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội, gây oan sai. Theo ông thì phải xử lý thế nào cho đúng đối với vụ án này? Thì thẩm phán Phạm Công Hùng trả lời như thế này quý vị. Án dâm ô là loại án truy xét. Thực tiễn xét xử trong vụ án xét xử như trên đòi hỏi các thẩm phán phải hết sức thận trọng, có kỹ thuật thẩm vấn rõ ràng bản chất của chứng cứ và kỹ năng đánh giá toàn bộ hệ thống chứng cứ của vụ án một cách khoa học, khách quan, đầy đủ thì mới có thể làm rõ được sự thật khách quan của vụ án, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không làm oan người vô tội. Thưa quý vị và các bạn, ở câu trả lời của vị luật sư cũ thẩm phán mà bây giờ là luật sư làm tôi nhớ đến có một cái vụ như thế này. Anh sau khi mà trong một cái vụ hiếp dâm thì chứng cứ buộc tội cứ cho là tội hiếp dâm, thì luật sư đã làm cái công tác thực nghiệm. Anh bảo rằng là anh đã đi đến cái nơi thực hiện cái hành vi mà hiếp dâm đó vào lúc 12 giờ trưa. Thì anh đã, và lúc trời nắng chang chang, thì anh đã thực hiện cái hành vi lại bằng cách là anh cởi đồ và anh ngồi trên cái tảng đá.
Quý vị thấy không? Trưa nắng 12 giờ trưa. Và với chứng cứ đó đã thuyết phục hội đồng xét xử. Tiếp tục cái vai trò của mình nha quý vị và các bạn. Nhận thức đúng nhưng xử sai. Phóng viên từ kháng cáo của bị cáo Thủy, án phúc thẩm đã giảm mức hình phạt cho bị cáo từ 3 năm tù xuống 18 tháng tù treo. Giải thích thêm, thẩm phán chủ tọa cho rằng chỉ có đủ chứng cứ kết tội bị cáo dâm ô đối với một trẻ, còn án treo là bị cáo có những cái tình tiết giảm nhẹ như lớn tuổi, mắc nhiều bệnh, có công đóng góp cho ngân hàng địa phương. Ông có nhận xét gì về việc tuyên án này? Thì luật sư Hùng lại phải tiếp tục. Tôi cho rằng nhận thức của thẩm phán chủ tọa phiên tòa về việc tòa án không thể tuyên bố một người phạm tội trong khi các chứng cứ buộc tội của họ còn yếu và có nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ tại phiên tòa thông qua tranh tụng là hoàn toàn chính xác và đúng pháp luật. Tuy nhiên, khi xét xử vụ án trên thì hội đồng xét xử phúc thẩm đã làm ngược lại, đã tuyên bố bị cáo phạm tội, mặc dù cho rằng chứng cứ buộc tội và bị cáo còn yếu, và áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo là vô cùng sai trái và vi phạm nghiêm trọng quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và Bộ Luật Hình Sự. Cần lưu ý rằng quy định pháp luật cũng như đòi hỏi của xã hội không cho phép hội đồng xét xử và thẩm phán coi nhẹ việc bị cáo được hưởng án treo là yếu tố để bù trừ cho những chứng cứ buộc tội của vụ án còn yếu chứng cứ như hội đồng xét xử vụ án trên. Thưa quý vị và các bạn, số phận một cái con người thì rất là quan trọng. Tôi cũng đã từng không ngủ những cái hồ sơ và tôi cũng đã đi tìm chứng cứ. Và sau khi biết cái niềm tin của mình về một người nào đó có tội hay có tội, và tôi mới tiếp tục cuộc hành trình. Nếu trong trường hợp niềm tin của luật sư cho rằng người đó có tội, niềm tin của luật sư cho rằng người đó không tội, thì lúc đó cái đam mê, cái nhiệt huyết, cái công sức, cái nghị lực sẽ đổ vào cái hồ sơ này. Phóng viên lại tiếp tục hỏi nha quý vị. Dư luận đã rất phản ứng về việc xử án treo, bởi lẽ khoản 2B điều 2 của nghị quyết 01 năm 2013, nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao có lưu ý không được xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối những tội phạm mà dư luận xã hội lên án. Ông nhận xét gì về cách xác định và các tình tiết giảm nhẹ của vụ án phúc thẩm nói trên? Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bản án phúc thẩm đã áp dụng các tình tiết phạm tội lớn tuổi, tức là người phạm tội là người già, là phù hợp theo điểm O khoảng 1 điều 51 của Bộ Luật Tố Tụng Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Áp dụng các tình tiết phạm tội mắc nhiều bệnh là phù hợp với khoảng 2 điều 51 của Bộ Luật Hình Sự. Thế nhưng việc bản án áp dụng các tình tiết giảm nhẹ là có nhiều đóng góp cho ngân hàng địa phương là trái pháp luật, vì Bộ Luật Hình Sự không coi tình tiết trên là tình tiết giảm nhẹ hình sự của bị cáo. Thì phóng viên lại tiếp tục truy tiếp là theo thẩm phán Thiện thì không thể xử án tù vì chứng cứ kết tội yếu, bị cáo liên tục kêu oan và có thể sẽ tìm đến cái chết nếu bị kết án sai. Có ý kiến cho rằng nếu xét thấy chứng cứ yếu thì hội đồng xét xử có thể hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Còn khi đã có tội thì phải mức hình phạt thích đáng theo quy định. Theo ông thì phải thụ lý vụ án hình sự phức tạp tương tự, thẩm phán cần phải làm thế nào để có những bản án đúng? Thưa quý vị và các bạn, trong cái phóng viên này thì tôi lại nhớ cái nghề của tôi nó có những cái điểm là tôi cũng có những cái bị cáo họ cho rằng là họ rất là oan và họ phản ứng quyết liệt, họ sẵn sàng quyên sinh, sẵn sàng tự tử, nhưng đó là cái việc động viên của
luật sư của thẩm phán và cái tâm của mỗi người trong một cái từng cái vị trí, từng vai trò. Và tôi nói với quý vị rằng là tôi nói một lần không được, tôi sẽ nói 5 lần, thậm chí 10 lần. Và tôi nói rằng nếu trong trường hợp thân chủ của tôi, khách hàng của tôi họ chết thì tiếng oan vẫn còn đó. Cho nên bằng cái sự động viên, bằng cái sự thuyết phục, tôi đã cố gắng. Tôi bảo rằng là thôi bây giờ chết cũng được, nhưng phải đợi luật sư đi tìm chứng cứ cho anh oan hay không oan chứ. Tiếp tục cái vụ việc của mình nha quý vị. Một vấn đề quan tâm đó là sự độc lập của thẩm phán trong xét xử. Vấn đề này được hiểu rằng trong bất luận trường hợp nào thì khi xét xử, thẩm phán cũng phải độc lập, chỉ tuân theo pháp luật và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại tòa án để ban hành phán quyết công minh. Thực tiễn có nhiều vụ án khó và phức tạp để đánh giá chứng cứ hoặc áp dụng pháp luật. Trong xét xử thì thẩm phán có thể yêu cầu chánh án hoặc ủy ban thẩm phán nơi thẩm phán công tác hỗ trợ phản biện trước khi xét xử, song thẩm phán phải áp dụng quy định của hiến pháp và pháp luật là độc lập khi xét xử để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. Quy định trên cũng cần áp dụng đối với người thẩm phán, quản lý thẩm phán. Không được áp đặt ý chí chủ quan của cấp trên để buộc thẩm phán phải xét xử chỉ đạo cứng ngắc của mình. Điều này vừa trái pháp luật vừa rất dễ phát sinh oan sai khi kết luận xét xử được ấn định trước không thông qua tranh tụng. Chưa giám đốc thẩm đình chỉ là vội vàng. Tôi đồng ý với quan điểm này. Đồng thời với việc tòa án nhân dân cấp cao kháng nghị hủy án để xét xử phúc thẩm thì tòa án nhân dân tối cao cũng chỉ đạo tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đình chỉ công tác thẩm phán Thiện. Theo đó, chánh án tòa án tỉnh này đã ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ xét xử của thẩm phán Thiện và không rõ thời hạn. Nhiều ý kiến cho rằng án phúc thẩm đã có hiệu lực, muốn xác định sai đúng thì phải có án phúc thẩm để căn cứ vào đó để xử lý trách nhiệm. Theo quyết định 120/2007 của Tòa án Nhân dân tối cao, ông có đồng ý với quyết định của chánh án Tòa án Nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu là đình chỉ nhiệm vụ xét xử của thẩm phán chủ tọa. Thưa thật quý vị và các bạn, sau khi nghe một cái việc mà sau khi bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật rồi mà đình chỉ cái vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa thì thực sự ra cái cả không hẳn với thẩm phán mà cả luật sư cũng có những cái phản ứng rất là quyết liệt. Mình cũng chưa biết là cái bản án có đúng hay sai và cũng chưa có cái cơ sở nào cho rằng thẩm phán Thiện đã xử lý sai luật. Và cái dung sai từ 6 tháng tới 3 năm là có thật. Thì thẩm phán có cái quyền từ tùy nghi trong cái quyết định này. Tôi là con nhà luật, cho nên tôi vẫn theo cái dòng sự kiện. Và tôi cho rằng là cái sự kiện này nếu ra quyết định tạm đình chỉ thì đúng hơn. Có bài báo nói rằng quyết định tạm đình chỉ, nhưng mà không rõ là quyết định đình chỉ hay tạm đình chỉ. Thì tôi chắc chắn là sẽ kiểm tra lại. Và tôi cho rằng nếu có quyết định tạm đình chỉ thì có vẻ là nó sẽ phù hợp hơn. Tại vì tôi nói với quý vị và các bạn, trong cái hàng loạt những cái vụ án xử như vậy thì cái tỷ lệ hủy sửa là có thật. Và cho phép tỷ lệ sửa và hủy, chứ không phải là thẩm phán là thần là thánh, họ không có những cái quy định, những cái quan điểm và không có những cái khách quan và những cái chủ quan. Và tôi cho rằng khi chưa có những cái kết luận thì chúng ta hãy vận dụng đúng với quy định của pháp luật. Tiếp tục với quý vị và các bạn, đối với việc đình chỉ nhiệm vụ xét xử của thẩm phán chủ tọa thì luật sư
luật sư thẩm phán Phạm Công Hùng trả lời như thế này. Đối với vụ việc đình chỉ nhiệm vụ xét xử của thẩm phán chủ tọa, tôi nghĩ rằng bản án phúc thẩm mới bị kháng nghị mà chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định này và buộc các thẩm phán tham gia hội đồng xét xử giải trình là có phần hơi vội vàng. Bởi lẽ quyết định kháng nghị nêu trên phải trải qua một trình tự quan trọng nữa là xét xử giám đốc thẩm bằng một hội đồng xét xử theo thẩm quyền luật định. Trong thực tiễn xét xử thì cũng có nhiều quyết định kháng nghị của người có thẩm quyền bị hội đồng xét xử tuyên bác không chấp nhận. Trong trường hợp đó, nếu đình chỉ hoặc xử lý kỷ luật thẩm phán sẽ gây nhiều phức tạp và giải quyết về công tác tư tưởng và công tác cán bộ. Có ý kiến băn khoăn là cấp tòa án đã xử lý vụ án theo áp lực của dư luận. Chẳng hạn, chỉ sau 6 ngày xét xử phúc lập thẩm thì đã có quá nhiều ý kiến phản ứng và đã kháng nghị. Ông có nhận xét gì về đề này? Thì thẩm phán Phạm Công Hùng, luật sư Phạm Công Hùng san sẻ: đối với vụ án có sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp nhân dân như vụ án này thì người có thẩm quyền kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm phải kiến nghị kịp thời và nếu có căn cứ kháng nghị để đảm bảo sự nghiêm minh trong xét xử. Chúng ta vui mừng khi được đông đảo mọi người quan tâm đến công tác xét xử của tòa án. Đó chính là một cái kênh kiểm soát quyền lực rất hữu hiệu và rất được phát huy. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì bản tin luật sư Đoàn Gia Phúc sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Rất mong được có một cái sự phản hồi từ ý kiến của quý vị và các bạn. Tôi xin trân trọng cảm ơn.